Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Thuyết Xe Đạp Bài Nhật Video hôm nay em tiếp tục lên sóng cho các bác một dòng xe thương hiệu xe rất nổi tiếng Một chiếc Bianchi có màu rất độc và lạ ở bên kho bên em Thông thường cái dòng Bianchi này bên em thường về màu xanh chủ đạo là màu xanh ngọc của hãng Bianchi Tông màu chủ đạo của hãng là màu xanh ngọc là chủ yếu nha các bác Tuy nhiên cái màu xám lông chuột này nó rất chi là ít Bên kho bên em là ít khi thấy cho nên hôm nay lên chiếc này rất độc thì em xin quay review cho các bác và giới thiệu về cấu hình của chiếc BNC này cho các bác. Và các bác đang xem video em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Nếu ai chưa đăng ký kênh và em xin thêm một nút chia sẻ kênh. Xin cảm ơn các bác. Em xin đi giới thiệu chi tiết về cấu hình của chiếc xe này nha các bác. Chiếc bNC có màu xám lông chuột rất đẹp. Dòng Camadeo Sport, bản Camadeo Sport nha các bác. Một chiếc BNG có cấu hình bộ chuyển động rất cao tương đối là quỳ đề của nó là Shimano Atut nha các bác đùi đĩa nhôm xích clip đùi đĩa là bằng nhôm xích clip và đùi đĩa là của Shimano cả nha các bác các bác xem cấu hình của bánh sau nhá lốp này là lốp zin uh, theo xe nha các bác lốp zin theo xe lốp của lốp tức là lốp này là lắp bên thị trường Nhật đấy chiếc lốp Nhật có cửa bánh lốp là 700 nhân với 28 C nha các bác. Cỡ bánh lốp là 700 nhân với 28 C. Vành nhôm hai lớp các bác Vành nhôm hai lớp của Bianchi luôn. Đây. Vành nhôm hai lớp của Bianchi nhá. Chiếc xe này là có cấu tạo thiết kế cái vành hai lớp rất chi là đẹp này, với màu đen và một cái viền màu trắng inox rất đẹp nhá. Nan hoa là inox chân đồng nhá, Căm này nó cắm là khoảng cách 4 sen 2 căm là cứ 4 sen là 2 căm cắm nhé. Sau đó khoảng cách là khoảng tầm 6 sen lại tiếp tục một 2 căm cắm 4 sen nha các bác. Nó đàn nàn hòa rất chi là đẹp. Nan hoa là inox chân đồng nha các bác. Đây này, nan hoa inox chân đồng nhé. Vành nhôm hai lớp của xe của hãng luôn nhé. Rất đẹp. Cùi đề là Shimano Atus nha các bác. Xe này đã được lắp gọng bảo vệ cùi đề rồi. Các bác đi yên tâm là không lo bị chảy sức quỷ đề nhé Xích líp đùi đĩa của Shimano luôn Shimano Atus các bác ạ Gạt đĩa của Shimano Atus này Đùi nhôm Shimano này Xe sử dụng bộ chuyển động 3 đĩa 3 đĩa 8 líp các bác ạ 3 đĩa 8 líp Xe sử dụng bộ chuyển động 3 đĩa 8 líp nhé Chiếc xe này bộ chuyển động này em nghĩ là full Shimano các bác ạ Phanh cũng là phanh gọng V của Shimano luôn này phanh gọng về của Shimano Gọng phanh nhôm nha các bác Gọng phanh nhôm hai mảnh Của Shimano Mai ơi sau thì là Mai ơi Mai nhôm Sơn tính điện màu đen Và chiếc Mai này được sản xuất ở như Malaysia các bác Mai ơi của Shimano Nhưng mà dòng Shimano là thông thường là à, Sản xuất bộ chuyển động á Thương hiệu là thương hiệu của Nhật Tuy nhiên nhà máy sản xuất đặt là Có thể là như Đông Nam Á hoặc là một số nước ở châu á như là kể cả như đài loan hay là malaysia indonesia là philippines chắn bùn phía sau bên em có lắp thêm vào xe nhá chắn bùn mới nó vòng một miếng nhựa chất lượng cao phản quang là dưới cọc yên phản quang màu đỏ Đấy, bên em lắp thêm yên ra cọc in gọng in là in theo xe nhá chiếc in da này là in da xịn zin theo xe luôn các bác rất đẹp đang còn rất mới có một uh, ít chảy xước thôi không đáng kể đây. màu uh, màu xám lông chuột rất đẹp đây. đây tem chữ tem chữ đây các bác camadeo sport em chữ Bianchi này, ở không chéo này các bác. Chiếc xe này thì là các bác cứ lên chiều cao từ 1m65 trở lên là đi rất đẹp nha các bác. Từ 1m65 trở lên là đi rất đẹp với chiếc xe này nhá. Về bánh trước này. Xin lỗi em tiếp tục giới thiệu với cái pedal này của chiếc xe này cho các bác xem nhá. Đây, pedal pedal của zin theo xe luôn này chiếc pedal này là có hai phản quang màu vàng ở hai bên pedal pedal là pedal nhôm Đấy. pedal nhôm vòng uh, viền của pedal là được uh, sơn màu đỏ rất đẹp đây cũng có bị chảy xước uh, do vận chuyển này các bác pedal zin theo xe nhá. nhôm rất trơn tru rất đẹp răng cưa chống trượt xe này đã sử dụng là hàng bãi nhật cho nên là bên nhật họ cũng đã đi rồi nên có sự ăn mọt Đấy, có sự mòn tự nhiên để đi chiếc T đàn này, này nó hỏng rồi còn lâu lắm các bác. Các bác yêu thích thì cứ liên hệ chiếc xe này thì cứ liên hệ ngay cho em nhé Theo địa chỉ điện thoại Zalo em để chạy trên màn hình và giá em cũng sẽ chạy chữ trên màn hình. Và phần cuối của video em sẽ báo giá chiếc xe này cho các bác xem. Đây logo thương hiệu của Bianchi đây các bác. Đây là một miếng nhôm được dập chìm ở mặt trước của cổ phốt này rất đẹp này, đây, cốt watt uh, e, e bay -an -chi. E -corot -an chi miếng nhôm nhá, Dập chìm vào, nhé. dây phanh của hãng luôn, của Bianchi luôn các bác, đây cấu hình bánh trước như bánh sau nha các bác, phanh uh, phanh của Shimano, phanh trước cũng của Shimano, Mayer là Mayer nhôm sơn tĩnh điện màu đen, cũng của Shimano giống như Mayer bánh sau thôi vành là vành nhôm hai lớp của hãng Bianchi luôn nan hoa inox chân đồng anh em có lắp là một chiếc phản quang ở như cam xe gắn ở cam xe của bánh để đi là tạo hiệu ứng ban đêm để cho các bác có thể những người quan sát trên giao thông khác có thể quan sát được chiếc xe này nó phản quang màu vàng đi ban đêm là nó cũng rất đẹp nha các bác vành nhôm hai lớp này lốp zin theo xe cỡ bánh lốp là 700 x 28C. Lên về phía ghi đông pô tăng, ghi đông pô tăng nhôm nha các bác. Ghi đông pô tăng nhôm của Bianchi luôn. Ống của pô tăng là 8cm nhá. Ống 8cm nhá. Với cái kích cỡ này thì có lẽ là 31,8 gì đó các bác Kích cỡ của ghi đông pô tăng này, ghi đông. Đúng rồi, 31,8 này các bác Chữ nó mờ quá Đây này phẩy tám Đến 30.4 các bác Đây. Tay nắm là tay nắm chống trượt Bằng cao su chống trượt Cao su chống trượt nha Tay nắm bằng cao su chống trượt Xe sử dụng bộ à, chuyển động à, Bấm xả là 8 lít này Và ba đĩa này Của Shimano luôn Gọng phanh à, Tay phanh của Shimano luôn nha các bác Dây phanh thì là của B&G rồi Để Nói rồi Đấy, các bác xem bên mạng sườn trái này rất đẹp chữ p đàn em rất chi là ưng các bác rất đẹp mà rất trơn tru nhá nhìn rất chi là đẹp chân trống là bên em lắp mới nha các bác chân trống là uh, chiếc xe này không có chân trống ở chân trống bị gãy rồi nên bên em lắp mới chiếc chân trống này Đấy, và uh, em xin báo giá chiếc uh, xe Bianchi uh, dòng uh, bản sport uh, camera, camera đều sport này cho các bác là 13 triệu đồng bao ship tận nhà cho các bác nhá. Chiếc xe này có gọng à, để nước là gọng inox, được bắt ở khung chéo nha các bác. Nếu các bác mua xe thì à, nếu thương, thương lượng à, ok nhanh, thì em có thể tặng thêm phụ kiện cho các bác nhá. Có thể tặng đèn hoặc tặng bình nước của Nhật Bản nhá. Bình nước inox rất xịn sò đấy. Và các bác à, xem video đến đây cũng dài rồi. Các bác nhớ quan sát à, à, giá em chạy trên màn hình và yêu thích thì cứ liên hệ ngay cho em theo địa chỉ điện thoại Zalo em cũng để chạy trên màn hình từ đầu đến cuối video nhé Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo